siết chặt, xoay chuyển, lật ngược, cực hạn, phát ra ánh sáng chói mắt, ranh giới đang bùng cháy lên. Vòng xoay ý chí chiến đấu đang dâng trào, ánh sáng vĩnh hằng, chuyển động trong đôi tay, trời đất đang rung động. Tìm ra điểm tựa để lay chuyển tất cả những điều không thể, lật ngược trời đất. Bánh xe chiến đấu trong tầm tay, thắp lên tình cảm mãnh liệt. Dùng nhiệt huyết để đối đầu, ranh giới cũng bùng cháy theo. Dùng sự kiên định để chiến đấu thật ngoạn mục. Cho dù đôi tay ta bị kìm hãm, bánh xe chiến đấu vẫn mãi bay lượn, phải đột phá ranh giới, khiến năng lượng bùng nổ mạnh hơn. Nơi đây có thiên tài cô độc theo đuổi giấc mộng, có thiếu niên dũng cảm nhiệt huyết. Nắm đấm rồng thiên cực hạn, Viêm Long ra trận. Họ tự thách thức bản thân, phá vỡ giới hạn. Khi rèn luyện bản thân qua nhiều lần chiến đấu mạnh mẽ. Bánh xe chiến đấu sân vua. Nắm đấm rồng thiên cực hạn, nắm đấm rồng thiên phá gió. Quán quân của vòng chung kết phía Nam đã xuất hiện, đó chính là đội Đông Phương Long. Sớm thôi, chúng tôi sẽ gặp lại nhau. Đội Đông Phương Long này, ngay cả đội trưởng cũng không có nguyên tắc như vậy. Đừng có kiêu căng quá mức. Tốt lắm, tôi sẽ kiên nhẫn chờ đợi, cho đến khi xé nát được giấc mơ về bánh xe chiến đấu của các cậu mới thôi. Lộc Hằng rời đội. Thêm một lần nữa, tôi vẽ bản đoán. Tôi biết rồi, con voi. Không, là quái vật. Là người máy. Không phải, là giày trượt Batin. Câu trả lời chính xác. Không phải chứ, sao cậu lại đoán được? Tớ không tin cái gì cậu cũng đoán ra được. Đây là cái gì? Thần Long, xe thăng bằng, kim tự tháp. Đội trưởng xuất sắc quá, không ngờ lại đoán đúng hết. Cho dù Tiểu Huy vẽ gì, đội trưởng cũng đoán trúng. Đúng vậy, bản thiết kế Song Long Phi Đao lần trước cũng vậy. Lẽ nào họ thuộc cùng một loài người? Ai thèm cùng một loài người với cậu ấy? Lộc Hằng, đây không phải là cách chơi của anh trai cậu sao? Không thể thoát khỏi phong cách của anh trai mình. Cậu khiến tôi thất vọng thật. Cuối cùng cũng đến rồi. Về tới nhà tớ sẽ đi ngủ ngay. Ngủ tới sáng hôm sau mới dậy ăn sáng. Làm xong bài tập tớ đã chuẩn bị trước, thì ngủ sẽ ngon hơn. Đừng quên, cậu đã hứa với hiệu trưởng phải nâng cao thành tích học tập. Trời ơi, cậu là đồ quỷ hả? Chào mừng các em, nhiệt liệt hoan nghênh quán quân bánh xe chiến đấu của phía Nam. Chẳng lẽ do tớ mệt quá nên sinh ra ảo giác? Nào nào, đây là các thành viên thiên tài của đội đại diện cho trường đi thi bánh xe chiến đấu. Các bạn của đội Đông Phương Long vừa thành lập được một thời gian ngắn đã giành quán quân phía Nam. Các cậu có thấy ngạc nhiên không? Tham gia thi đấu là để giành hạng nhất, sao bọn cháu lại ngạc nhiên? Đội Đông Phương Long đã trở thành thần tượng thế hệ mới của giới bánh xe chiến đấu. Các cậu thấy vui không? Thần tượng? Cháu biết ngay mình có tiềm năng làm ngôi sao mà. Trận đấu lần này đều nhờ hết vào cháu đó. Thành tích lần này đều dựa vào sự ủng hộ mạnh mẽ của trường chúng tôi. Long Tiểu Huy, xin hỏi năm đấm rồng thiên cực hạn là môn phái gì? Đông Phương Nguyệt, nhìn bên này nè. Tuyển thủ Lộc Hằng, ở vòng chung kết phía Nam, cậu là tuyển thủ duy nhất làm mất điểm của đội. Cậu nghĩ thế nào về việc này? Cháu
Có gì đáng để nói đâu. Chúng cháu là một đội, thành công của tất cả mọi người, thất bại cũng là của tất cả mọi người. Cho hiệu trưởng hát, có ảnh và chữ ký của đội Đông Phương Long. Mọi người mau đến lấy đi. Em muốn ạ. Ảnh có chữ ký kìa. Chạy mau đi. Đàn anh Đông Phương muốn chạy kìa. Đừng để anh ấy chạy. Mọi người quên mình rồi sao? Lộc Hằng đâu? Chẳng lẽ em ấy chạy chậm quá, bị người hâm mộ tóm được rồi? Xin lỗi em Lộc Hằng, bọn anh không nên bỏ em lại. Nhưng anh thực sự không dám quay lại cứu em. Đừng vớ vẩn, có lẽ Lộc Hằng về nhà trước rồi. Thôi đi, nghỉ ngơi hai ngày, mọi người nghỉ ngơi cho tốt, để nghênh chiến cuộc thi toàn quốc sắp tới. Được nghỉ rồi. Cho các cậu nghỉ ngơi chứ không được chạy lung tung đâu. Sẽ cố gắng hết sức có thể. Long Tiểu Huy, xông lên, Song Long phi đao, cố lên, xông lên, Song Long phi đao, răng nanh tốc biến, nắm đấm bọc thép tàn khốc. Xem ra mấy đứa trẻ này là fan của nhóm anh Tiểu Huy. Đừng để nó vượt qua mày, răng nanh tốc biến, nắm đấm bọc thép tàn khốc, ngăn chúng lại. Ai cũng không phải là đối thủ của Song Long phi đao. Xông qua, đâm thẳng vào chúng đi. Đáng ghét, lần nào cũng thiếu một chút. Em trai, em có thể tấn công trước. Đừng đợi tới lúc bánh xe chiến đấu va vào thùng nhôm mới ra tay. Anh là ai? Sao tôi phải nghe anh? Anh là Lộc, người qua đường hả? Bố tôi từng nói không được nói chuyện với người lạ. Chúng ta chơi thêm lần nữa đi. Lần này tới lượt tớ làm Đông Phương Nguyệt. Tớ cực kỳ thích anh ấy và răng nanh tốc biến. Tớ sẽ thử Song Long phi đao. Cậu thử bánh xe xoay tròn khổng lồ nha. Còn lâu, bánh xe xoay tròn khổng lồ chẳng ra sao. Tớ chọn cây kiếm huyền phong là được. Không phải là bánh xe xoay tròn khổng lồ, mà là bánh xe xoắn ốc khổng lồ. Mượn phong cách của người khác thì không giành được chiến thắng đâu. Tôi... không phải. Tôi đã hứa với anh trai sẽ phát huy tất cả khả năng tiềm tàng của tôi. Mê cung xuyên tim. Cậu không thể nào vượt qua được anh mình và sự chuyên chú khi chiến đấu. Tuyển thủ Lộc Hằng ở vòng chung kết phía Nam, cậu là tuyển thủ duy nhất làm mất điểm của đội. Cậu nghĩ thế nào về việc này? Lộc Hằng, cậu sắp thua rồi. Thần thương trời giáng. Bánh xe xoắn ốc khổng lồ, tớ không xứng với cậu. Cậu không chịu được nữa. Nghe nói mát xa huyện Dũng Tuyền có thể kích thích não, nâng cao trí khôn. Con có đói không? Có khát không? Ăn bánh pudding bộ não cho mẹ làm đi. Có để cho con làm bài tập không ạ? Bố mẹ đang giúp con mà. Con không cần. Cảm ơn bố mẹ. Bố mẹ đừng làm phiền con nữa. Con tự làm được. Thật hả? Chơi bánh xe chiến đấu thì phải nghe lời cố mèo. Không ngờ ngay cả làm bài tập cũng bị cậu ấy quản luôn. Ô Mỹ, ấy đừng. Đó là đồ của tao. Bài tập của tôi. Tay nghề của cháu vẫn tốt như vậy.
Đây là cách điều chế từ đường thông thường. Ông không được ăn đâu. Đây mới là cái đặc biệt làm cho ông nè. Đứa cháu này chẳng ngoan gì hết. Ngay cả ông cũng dám đùa hả? Cháu muốn tốt cho ông thôi. Đường xá thành phố lớn sao lại đáng sợ thế chứ? Rốt cuộc phải bao nhiêu lần nữa cậu mới nhớ? Đèn đỏ thì dừng, đèn xanh thì đi. Em xin lỗi, làm phiền kỳ nghỉ của mọi người rồi. Em có chuyện muốn nói với mọi người. Em quyết định rời khỏi đội Đông Phương Long. Em không có tư cách tiếp tục ở lại nữa. Để đội chúng ta có thể giành được thành tích cao hơn, việc em rời khỏi đội sẽ tốt hơn cho mọi người. Em sẽ tạm thời rời khỏi đội một khoảng thời gian. Mọi người không phải tìm em đâu. Cũng không cần lo lắng. Cho dù em không thi đấu, cũng sẽ âm thầm cổ vũ cho mọi người. Cuộc thi toàn quốc, cố lên. Cháu đi đâu vậy? Không ăn bánh ngọt hả? Không thể để thành viên của đội cháu từ bỏ bánh xe thi đấu như vậy. Cháu nhất định phải tìm Lộc Hằng về. Mọi người chia nhau ra, nhất định phải tìm được em ấy. Đã rõ. Lộc Hằng, là lỗi của anh. Anh nên sớm phát hiện ra nỗi khổ của em. Anh trai luôn dũng cảm như vậy, nhưng mình lại chạy trốn cuộc thi bánh xe chiến đấu. Nếu anh ấy biết được thì có tha thứ cho mình không? Bánh xe xoắn ốc khổng lồ, trả lại tôi. Cậu là Lục Hằng? Cậu là ai? Sao cậu lại biết tôi? Tôi không nhận biết cậu, mà còn biết bánh xe xoắn ốc khổng lồ vốn thuộc về Lộc Hổ. Cậu là... chắc cậu sẽ nhớ ra tôi là ai. Anh ơi, đây là ai? Đây là đối thủ giỏi nhất của anh. Anh đã giành chiến thắng trong cuộc thi toàn quốc. Chắc cho cậu ấy không may mắn bằng anh. Không, anh là người giỏi nhất, sao lại do may mắn chứ? Ừ, nhưng nếu có cơ hội, anh vẫn muốn đấu với cậu ấy. Lần này phải thắng một cách ngoạn mục mới được. Cậu là Hạ Cách Nhĩ, người đã thua anh trai tôi ở cuộc thi toàn quốc 2 năm trước. Đúng là tôi đã thua, nhưng đúng ra là Hạ Cách Nhĩ thiếu chút nữa đã giành chiến thắng. Thế thì có gì khác đâu. Sao cậu lại ở đây? Tôi đến để đấu một trận với chủ mới của bánh xe xoắn ốc khổng lồ. Tôi đã rời khỏi đội rồi. Hôm nay đến đây cũng để trả lại bánh xe xoắn ốc khổng lồ cho anh trai. Cậu... đúng là cậu không xứng với bánh xe xoắn ốc khổng lồ. Chỉ là người thất bại dưới tay anh trai thì chuyện này liên quan gì tới cậu? Cậu nói gì hả? Cậu muốn biết năm đó vì sao Lộc Hổ lại thắng không? Tôi chỉ thiếu một giây thôi. Nếu cho tôi thêm một giây, kết quả đã hoàn toàn khác rồi. 2 năm trước ở sân đấu cuộc thi toàn quốc, giữ lấy nó, bánh xe xoắn ốc khổng lồ. Trận đánh giằng co giữa bánh xe xoắn ốc khổng lồ và gai tập kích ưu việt cuối cùng còn có dấu chấm hết. Vẫn chưa kết thúc. Tôi chưa bao giờ thấy tuyển thủ nào có nghị lực như Hạ Cách Nhĩ và Lộc Hổ. Trận đấu đã bước vào hiệp phụ thứ 23 mà trận đấu vẫn dữ dội. Thế nào, nhanh như vậy đã mất sức rồi sao? Cậu mới mất sức.
Con trai bìa trại chúng tôi có sức mạnh rất lớn. Cơ hội đến rồi. Vũ điệu ong hoang dã. Bánh xe xoắn ốc khổng lồ đã mất hết động lực. Nếu không thể nào thoát khỏi trục kéo của gai tập kích ưu việt, kế hoạch thi đấu toàn quốc của nó sẽ dừng tại đây. Cậu thua chắc rồi. Đối thủ càng lợi hại sẽ càng kích thích được ham muốn đi săn của tôi. Hả? Rời khỏi mặt đất chính là địa bàn của diều hâu. Bay lên nào, bánh xe xoắn ốc khổng lồ. Đây đúng là cách chơi táo bạo. Bánh xe xoắn ốc khổng lồ đã thoát ra rồi. Lộc Hổ, cậu... Mỗi lần diều hâu lao xuống đều là một lần mạo hiểm. Để chiến thắng, tôi bằng lòng mạo hiểm. Tùy tiện thoát khỏi trục kéo xoay tròn có thể khiến bánh xe xoắn ốc khổng lồ trở mình rơi xuống. Cậu đúng là đồ điên. Chắc là vậy. Tôi chính là người điên chỉ để chiến thắng. Diều hâu xoay chuyển. Vậy xem ai trong chúng ta điên hơn. Sức mạnh của kỳ lân. Đó là... Xem ra lại phải mạo hiểm điên cuồng một lần nữa. Mau, tăng tốc đâm vào trục kéo của bánh xe xoắn ốc khổng lồ. Có chuyện gì vậy? Con mồi không thoát được nữa rồi. Dừng tại đây thôi. Gai tập kích ưu việt. Một. Bánh xe xoắn ốc khổng lồ thắng. Sao lại như vậy? Sao lại thua chứ? Bởi vì rượt xe có trục kéo trên sân sẽ chuyển chế độ quay vào một thời điểm cố định. Nếu thời điểm va chạm được tính toán chính xác, bánh xe xoắn ốc khổng lồ sẽ thua. Cậu chỉ thiếu có một giây nữa thôi. Nhưng tôi đã hoàn toàn gửi gắm thắng bại vào điều này vì cậu không chú ý đến. Quả thật là may mắn thôi. Không, là do năng lực quan sát của cậu quá lợi hại. Đây là điểm tôi không bằng cậu. Đau, đau quá. Tôi nhất định phải cố gắng tập luyện, đuổi kịp cậu. Được, tôi chờ cậu. Từ trận đấu toàn quốc thua Lộc Hổ, lúc nào tôi cũng tập luyện. Cho dù sân đấu phức tạp nhiều biến hóa, gai tập kích ưu việt đều có thể đối phó tự nhiên.
Tôi để ép bản thân tiến bộ không ngừng. Mạnh hơn chút, mạnh hơn nữa. Mục đích để đánh bại Lộc Hổ. Nhưng cậu ấy lại bị bệnh tật đánh bại. Nhưng tôi không phải anh ấy. Cậu tìm tôi thách đấu cũng vô ích. Đến bây giờ cậu vẫn chưa hiểu hả? Đây là hai chuyện khác nhau. Tôi đến tìm cậu không phải để đánh bại cậu. Nhìn thấy cậu là tôi giận rồi. Không ngờ bánh xe xoắn ốc khổng lồ lại rơi vào tay cậu. Quá đáng tiếc. Xin lỗi, để cậu thất vọng rồi. Nếu cậu không dám nhận thách đấu thì giữ lại bánh xe xoắn ốc khổng lồ, cũng không cần trả lại cho Lộc Hổ, để tránh làm cho cậu ấy tức giận, khiến bệnh của cậu ấy nặng hơn. Cậu... sao? Tôi nói sai hả? Hay là tôi chụp một bức ảnh tải lên mạng, chứng minh bánh xe xoắn ốc khổng lồ đã bị gai tập kích ưu việt đánh bại. Tôi sẽ viết rằng vận may của bánh xe xoắn ốc khổng lồ hết rồi. Dù sao Lục Hổ cũng từng nói cậu ấy thắng nhờ vào may mắn. Hai anh em giống y như nhau, một người bệnh tật, một người yếu đuối, đều là kẻ đào ngũ của bánh xe xoắn ốc khổng lồ. Tôi không cho phép cậu nói anh tôi là kẻ đào ngũ. Thế thì sao? Cậu chứng minh cho tôi xem đi. Được, tôi đấu với cậu. Trận đấu cuối cùng này mình phải chơi thật thoải mái. Hạ Cách Nhĩ, kẻ địch cũ của anh trai bỗng nhiên xuất hiện, cướp mất bánh xe xoắn ốc khổng lồ. Hạ Cách Nhĩ cho rằng Lộc Hằng không xứng có được nó. Nếu muốn lấy lại bánh xe xoắn ốc khổng lồ thì phải đọ sức một trận. Đối mặt với Hạ Cách Nhĩ mạnh mẽ, Lộc Hằng có thể bảo vệ được bánh xe xoắn ốc khổng lồ không? Đón xem tập sau, tạm biệt nhé. Kính bảo vệ. Phong cảnh từng ngắm cùng bạn, trên bầu trời xanh thẳm, ngập tràn chuồng chuồng bay ngang qua. Sánh vai cùng thưởng thức về bình yên. Vẫn nhớ âm thanh khi lá rơi vờn bay và biểu cảm đáng yêu của bạn. Tay nắm tay bước về phía trước, chính là thanh xuân và tuổi trẻ. Tình bạn khó quên nhất là khi cùng nhau trải qua nguy hiểm. Bánh xe chiến đấu đã kéo các trái tim lại gần nhau. Lắng nghe tình bạn này khắc ghi hẹn ước và ý định ban đầu của chúng ta. Những trải nghiệm đó sẽ vẫn luôn rực rỡ, và những ký ức đó vẫn sẽ mãi êm tai như vậy.